Các bạn đang nghe truyện ta chỉ muốn hủy diệt tông môn, sao lại thành thần rồi trên kênh TV Audio CV. Chương 1035, thú thần, hắn chơi thật rồi, hai. Nhưng ngươi lại một lời không hợp liền giúp ta, ngươi muốn làm gì? Hơn nữa, sự giúp đỡ của ngươi khiến ta dở khóc dở cười, thú thần chỉ biết im lặng đến tận lúc này, ta vẫn không hiểu sai lầm ở đâu, ta tính kế sở tinh hà rõ ràng như vậy, sao lại xuất hiện sức mạnh vận rủi kỳ lạ đó, hiện tại đừng nói đến khôi phục ta còn cảm thấy mình yếu hơn. Nếu không ra tay nhanh, có khi hôm nay ta còn bị hạ cấp ta, thú thần, sống mạnh mẽ cả đời, tự xưng là hận thù phải trả. Nhưng hôm nay không những giúp kẻ thù một lời không hợp, còn phải hô trời phù hộ hạo thiên. Ta thật sự quá khó khăn các đệ tử hạo thiên tông không biết thú thần khổ sở thế nào. Lúc này, mỗi người trong số họ đều đã có một con tinh vân linh miêu. Tài nguyên hạo thiên tông mang đến không những không tiêu hao hết, mà còn chưa dùng đến một phần trăm, vì mọi người chia nhau tiến vào, lúc đầu chỉ có một số ít người cho ăn, những người khác chỉ đang vuốt ve linh miêu thôi. nhưng đang vuốt ve thì khí tức thú thần xuất hiện, mọi người đều biết đây là nhờ tinh hà sư huynh. nhìn thú thần phù trong tay sở tinh hà, tất cả đều hò reo. ta đã nói rồi, thú thần phù của tinh hà sư huynh không thể chỉ có sức mạnh tái sinh, đó là thú thần phù. sức mạnh của nó quá đáng sợ, vừa rồi chắc là khí tức thú thần sau này dựa vào thú thần phù của tinh hà sư huynh thu phục linh thú nào cũng không cần tiêu hao tài nguyên thú thần phù của tinh hà sư huynh quá mạnh chẳng lẽ lời hắn nói là thật trong phù của hắn thật sự có thú thần đừng nói bậy trong thú thần phù sao có thú thần được ngươi đã ăn bánh phu thê mà trong đó có vợ chồng chưa đúng vậy trong phổi xào vợ chồng có vợ chồng không trong đầu sư tử cũng không có sư tử nghe các sư huynh sư đệ sư tỷ sư muội nói chuyện sở tinh hà muốn khóc thú thần thật sự ở trong phù của ta nhưng xui xẻo là ở chỗ này, hắn một lời không hợp liền nhảy ra cản trở ta, còn mặt dày nói trời phù hộ Hạo Thiên chúng ta là thù sâu như biển, ngươi thú thần quên hết rồi sao, nhưng giờ có nói gì cũng vô ích, khế ước với thú thần là bình đẳng, ta không thể ép buộc hắn làm gì hoặc không làm gì. Sở Tinh Hà đã cố gắng ám chỉ thú thần cả trực tiếp lẫn gián tiếp, ngươi đừng giúp ta, không giúp ta chính là giúp ta rồi. Nhưng thú thần thật sự cứng đầu, hắn chỉ đáp lại một câu, ngươi nói gì cũng vô ích lần này ta quyết chết cũng giúp ngươi sở tinh hà muốn đào đầu thú thần ra xem tại sao ngươi lại muốn giúp ta có âm mưu gì trong đó không nếu nói thú thần định tính kế ta ta không ngạc nhiên nhưng ngươi cứ khăng khăng giúp ta là sao ngươi bị điên rồi à thú thần có điên hay không không biết nhưng khi tin tức hạo thiên tông thu phục tinh vân linh miêu mà không cần tiêu hao tài nguyên lan ra các nơi khác suýt nữa thì phát điên tất cả đều biết về tinh vân linh miêu nhưng không ai có khả năng thu phục số lượng lớn như vậy nên có lẽ Hạo Thiên Tông là người duy nhất có khả năng này. Nhưng Hạo Thiên Tông tùy hứng như vậy, lần tiêu hao lớn này đáng lẽ là cơ hội để các nơi khác đuổi kịp họ. Nhưng còn chưa kịp chuẩn bị, Hạo Thiên Tông đã bay lên rồi, khi tin tức thú thần phù kích hoạt khí tức thú thần giúp thu phục tinh vân linh miêu mà không cần tiêu hao tài nguyên truyền về Hạo Thiên Tông, các cung đều sôi sục. Các thủ tọa đều nói, tinh hà hài tử này quá đáng, chúng ta đang định cho đệ tử sống khổ để nhớ về quá khứ, nhưng nó lại không cho đệ tử bất kỳ cơ hội nào để sống khổ, người tức giận nhất chính là những người mang hoang bộ tộc. Với sự gia trì của khí tức thú thần, không những họ được trang bị đầy đủ tinh vân linh miêu, mà thuật ngự thú của họ cũng đạt đến một trình độ mới. Họ có thể nâng cao sức mạnh của tinh vân linh miêu lên một tầm cao mới. Trong những ngày tiếp theo, các đệ tử hạo thiên tông lần lượt tiến vào đảo linh thú để vuốt ve linh miêu, sở tinh hà nhìn thú thần phù chán nản nó hoàn toàn không chịu sự kiểm soát của hắn liên tục gia trì khí tức thú thần cho các đệ tử hạo thiên tông và sắp xếp cho họ tinh vân linh miêu miễn phí sở tinh hà thậm chí còn phát hiện thú thần vì giúp đỡ mà linh hồn của hắn cũng bắt đầu lóe lên nhìn thú thần điên cuồng giúp mình sở tinh hà muốn khóc thú thần lần này không có âm mưu gì hắn thực sự quyết tâm giúp ta hắn chơi thật rồi lúc đầu khi thú thần nói rằng hắn sẽ liều mạng giúp đỡ mình phản ứng đầu tiên của sở tinh hà là chắc chắn đây là một âm mưu nào đó bản thân mình và thú thần đâu có phải là những đồng đội hòa hợp gì cho cam tên này đã cố gắng đoạt xá mình sau khi thất bại thì suýt nữa bị mình tiêu diệt không còn cách nào khác mới phải lựa chọn nhận chủ và tiến vào thú thần phù mặc dù thú thần đã tiến vào thú thần phù nhưng sở tinh hà vẫn tin chắc rằng tên này tuyệt đối không thể dễ dàng yên lặng như vậy chỉ cần hắn có cơ hội chắc chắn sẽ phản kích mình ngay tuy nhiên ta sở tinh hà cũng không phải dạng vừa sở tinh hà đã nghĩ kỹ rồi mặc kệ thú thần đang âm mưu gì nếu hắn muốn phản kích mình điều đầu tiên là hắn phải khôi phục sức mạnh giải bỏ ấn ký nhận chủ mới có thể thi triển được chứ nếu không thì cùng lắm là đồng quy vô tận thú thần không phải đã phát điên rồi sao hắn ở linh thú đảo bao nhiêu năm nay linh thú đảo đã mở ra không biết bao nhiêu lần thú thần hết lần này đến lần khác thất vọng cho dù vẫn không tìm được đối tượng đoạt xá thích hợp hắn cũng không chịu từ bỏ một thần linh có khát vọng sinh tồn mạnh mẽ đến mức vô lý như vậy chắc chắn sẽ không có khả năng nào muốn đồng quy vô tận với mình vì vậy suy nghĩ của sở tinh hà rất đơn giản thỉnh thoảng mời khước tà xuất hiện cho thú thần một đoạn tương tác thân thiện với khước tà chỉ cần luôn giữ cho thú thần ở trạng thái suy yếu hắn cũng không có cơ hội để phản kích mình nhưng bây giờ ta sở tinh hà còn chưa đâm ngươi một nhát ngươi nhảy ra đâm ta một nhát là ý gì hiện tại hành động của thú thần nói thật là đã khiến sở tinh hà nghi ngờ liệu lần đầu tiên mình và thú thần quen biết nhau có thực sự là từ lúc hắn cố gắng đoạt xá mình không nhìn cái dáng vẻ điên cuồng của thú thần kia cần biết rằng mỗi lần ban ra một đạo ấn ký thú thần thú thần đều phải tiêu hao một chút sức mạnh vậy mà thú thần bên kia lại liều mạng ban cho đệ tử hạo thiên tông ấn ký thú thần cái dáng vẻ mệt mỏi đến sắp sụp đổ khiến sở tinh hà cũng muốn rơi nước mắt tên này bị bệnh đúng không ngươi không phản kích ta cũng đành. bây giờ ngươi còn nhảy ra giúp ta. nếu ngươi thực sự giúp ta cũng xong. đằng này ngươi lại đang giúp ta rơi vào hố sâu. nhưng mặt cho sở tinh hà hỏi thú thần như thế nào. thú thần cũng chỉ nói một câu. ta thú thần chỉ thích giúp ngươi. sở tinh hà và khi sở tinh hà khuyên thú thần nghỉ ngơi một chút. chúng ta hạo thiên tông có thể tiêu hao một ít tài nguyên. chúng ta không quá quan tâm đến những tài nguyên đó. kết quả là ngươi đoán xem thú thần nói gì. Thú thần nói: Các ngươi không quan tâm, nhưng ta quan tâm, cả đời này thú thần chưa bao giờ khổ sở như vậy, thú thần bất lực, ta đường đường là thú thần, vậy mà bị giam cầm trong thú thần phù, không những không thể phản kích đối phương, mà còn phải hết lòng giúp đỡ đối phương. Nhưng thú thần cũng không có cách nào khác, không phải thú thần muốn giúp đỡ đệ tử Hạo Thiên Tông, trong thời gian này thú thần cũng đã thử dừng lại, để đệ tử Hạo Thiên Tông tự sử dụng tài nguyên thuần phục tinh vân linh miêu. Nhưng kết quả là chỉ cần những tài nguyên bị tinh vân linh miêu nuốt vào tiến vào linh hồn của mình, thì sẽ xuất hiện theo luồng sức mạnh xui xẻo kỳ lạ đó. Sức mạnh xui xẻo mang lại sự hủy diệt còn đáng sợ hơn nhiều so với việc bản thân thú thần ban cho đệ tử hạo thiên tông khí tức thú thần. Vì vậy, lúc này giúp đỡ đệ tử hạo thiên tông thuần phục tinh vân linh miêu thì mệt đến nửa chết nửa sống, nhưng nếu không giúp đỡ thì chắc chắn sẽ bị sức mạnh xui xẻo kia phản vệ đến chết. Sở tinh hà bên kia khuyên ta dừng lại. Ngươi tưởng ta không muốn dừng lại sao, nhưng ta có dừng lại được không cùng với việc thú thần điên cùng thiêu đốt bản thân chỉ trong thời gian ngắn toàn bộ hạo thiên tông cũng đã sở hữu tinh vân linh miêu không đúng chính xác là hầu hết đệ tử ngoại môn của hạo thiên tông đã sở hữu tinh vân linh miêu ngoại môn sở thừa vì không xuống giường được để đích thân đến linh thú đảo nên cũng trở thành người duy nhất trong nội ngoại môn của hạo thiên tông chưa sở hữu tinh vân linh miêu tuy nhiên tông môn sẽ không quên bất kỳ đệ tử nào sư huynh tinh hà đã đích thân ra lệnh chỉ cần thương thế của Sở Thừa hồi phục, chỉ cần Sở Thừa có thể xuống giường, nhất định phải đưa Sở Thừa đến Linh Thú đảo thuần phục tinh vân linh miêu ngay lập tức. Phải nói rằng, các sư huynh đệ ngoại môn cũng rất nhiệt tình, đã thông báo tin vui này cho Sở Thừa ngay lập tức. Kết quả là, khi Cá Mập Mập Lưu Ba đích thân đến thông báo tin tức này cho Sở Thừa, lại tình cờ bắt gặp Sở Thừa đang, "Cảm ơn, sư huynh Tinh Hà." Lưu Ba nghe tiếng Sở Thừa, "Cảm ơn." mà phấn khích không thể kiềm chế được cùng với đông đảo các sư huynh đệ ngoại môn giao lưu với sở thừa trong quá trình giao lưu băng gạc ngoại môn lại một lần nữa bị tiêu hao sạch sẽ tuy nhiên quá trình giao lưu nhìn chung vẫn rất vui vẻ còn sở thừa khi nào có thể xuống giường thì không dễ tính toán thời gian cho lắm chuyện của sở thừa chỉ là một đoạn nhạc đệm nhỏ hiện nay hầu như tất cả mọi người trong hạo thiên tông đều được trang bị tinh vân linh miêu điều này khiến các đại lão trong tông vui mừng không xiết bởi vì ban đầu họ rất xót xa khi nghĩ đến việc tiêu hao một lượng lớn tài nguyên để thuần phục tinh vân linh miêu kết quả là ngoài sức tưởng tượng tinh hà lại một lần nữa mang đến cho mọi người một bất ngờ lần này nhờ có thú thần phù gần như toàn bộ tông môn không tốn chút tài nguyên nào mà ai cũng được trang bị tinh vân linh miêu lần này đúng là lợi nhuận khổng lồ hạo thiên tông có lợi nhuận khổng lồ hay không thì không biết nhưng sở tinh hà chắc chắn là rối não rồi sở tinh hà đã từng nghĩ rằng mình sẽ bị đâm sau lưng cũng đã nghĩ đến việc mã lương và những người khác nhảy ra đâm sau lưng mình nhưng không ngờ rằng kẻ cuối cùng đâm sau lưng mình lại chính là thú thần hai ngày nay sở tinh hà suy nghĩ đến mức đầu óc như muốn đóng băng tại sao thú thần lại giúp đỡ mình hắn bị bệnh sao nếu ngươi bị bệnh thì đi chữa đi cái quái gì thế này thú thần có âm mưu chắc chắn thú thần có âm mưu nếu hắn không có âm mưu thì sao hắn lại có thể đâm sau lưng ta Sở Tinh Hà, Sở Tinh Hà thậm chí còn nghi ngờ nghiêm trọng rằng, thú thần đã có âm mưu ngay từ đầu và âm mưu của hắn chính là muốn đâm sau lưng ta Sở Tinh Hà, mặc dù lần này thuần phục Tinh Vân Linh Miêu khiến Sở Tinh Hà rối não, nhưng hắn cũng không vì thế mà chán nản. Tinh Vân Linh Miêu tiêu hao rất nhiều tài nguyên để thuần phục, nhưng đừng quên, quá trình bồi dưỡng Tinh Vân Linh Miêu còn tiêu hao nhiều hơn, mặc dù lần này không thể dựa vào việc thuần phục Tinh Vân Linh Miêu để khiến La Bàn vận rủi, cất cánh nhưng toàn tông ai cũng có tinh vân linh miêu chẳng lẽ lại không bồi dưỡng tinh vân linh miêu sao trước đây dưới sự sắp xếp của mình toàn bộ hạo thiên tông đã học thuật ngự thú của bộ tộc man hoang lúc linh thú đảo mở ra sở tinh hà chỉ muốn chết đây chẳng phải là trực tiếp khiến mọi người mắc le vờ về bồi dưỡng linh thú sao nhưng bây giờ sở tinh hà không khỏi tự khen ngợi quyết định ban đầu của mình cái quái gì đây ngươi nói rằng thuật ngự thú của bộ tộc man hoang giúp linh thú phát triển nhanh trưởng thành cao và sức chiến đấu tương lai mạnh mẽ điều đó không liên quan gì đến ta sở tinh hà thuộc ngựa thú của bộ tộc man hoang càng giúp tinh vân linh miêu phát triển nhanh thì tài nguyên tiêu hao càng nhiều ngươi đừng quan tâm tinh vân linh miêu sau này mạnh mẽ như thế nào chỉ cần nói xem bây giờ có phải là tiêu hao hay không ta sở tinh hà chỉ tranh thủ thời gian chuyện tương lai để sau này hãy nói ta rối não như thế này chủ yếu là vì ta đã nhìn tương lai quá xa vì vậy lần này sở tinh hà quyết tâm không thể nghĩ đến chuyện tông môn hủy diệt nữa hạo thiên tông của chúng ta bây giờ đã vô địch thiên hạ rồi làm sao mà hủy diệt được vì vậy thay vì nghĩ đến những điều không thực tế đó chẳng bằng chỉ nhìn vào hiện tại chỉ cần có thể liên tục tiêu hao tài nguyên của tông môn bất kể tông môn mạnh mẽ đến mức nào la bàn vận rủi ít nhất cũng sẽ nâng cao giới hạn tu vi cho ta một chút chứ gọi là tích tiểu thành đại làm người thì vẫn nên biết đủ là đủ vì vậy sở tinh hà để mã lương ngay lập tức giám sát mọi người trong tông tất cả đều phải dốc sức bồi dưỡng tinh vân linh miêu hoàn toàn không cần bận tâm đến tài nguyên hạo thiên tông của chúng ta phải bồi dưỡng được tinh vân linh miêu mạnh nhất trong thời gian ngắn nhất dưới sự giám sát của sư huynh tinh hà các cung không dám lười biếng chút nào toàn bộ bắt đầu điên cùng bồi dưỡng tinh vân linh miêu không hổ danh là tinh vân linh miêu linh thú được thú thần lựa chọn không cần nói đến khả năng của tinh vân Linh miêu chỉ riêng việc tiêu hao tài nguyên đã đạt đến mức tối đa rồi. Linh thú bình thường được bồi dưỡng, có thể trưởng thành trong 1 đến 2 năm, lâu hơn thì 3 đến 5 năm. Tinh vân Linh miêu trong điều kiện bình thường cần ít nhất 5 năm trở lên mới có thể trưởng thành, cho dù có thuật ngự thú của bộ tộc mang hoang hỗ trợ, cũng cần ít nhất 4 đến 5 năm mới có thể trưởng thành. Hơn nữa, trong quá trình bồi dưỡng, Tinh vân linh miêu tiêu hao tài nguyên thậm chí có thể sánh ngang với những linh thú hiếm hoi. Điều khiến sở tinh hà vui mừng nhất là, mặc dù thuật ngự thú của bộ tộc mang hoang rất mạnh, nhưng đó là đối với các linh thú khác. Nếu bồi dưỡng các linh thú khác, thì thuật ngự thú của bộ tộc mang hoang thực sự lợi hại. Trước cuộc, thuật ngự thú của bộ tộc mang hoang là tổng hợp của vô số kinh nghiệm ngự thú của các tiền bối mang hoang. Nhưng riêng về tinh vân linh miêu, bộ tộc man hoang chưa bao giờ thuần phục được nên ngay cả họ cũng không có kinh nghiệm gì về việc bồi dưỡng tinh vân linh miêu không có kinh nghiệm thì đồng nghĩa với việc phải đi đường vòng mà đi đường vòng nhiều thì có phải là tiêu hao tài nguyên càng lớn không sở tinh hà ngay lập tức tìm đến đậu đinh nhi trước lời nói của đậu đinh nhi rằng cần phải đi đường vòng rất nhiều sở tinh hà lập tức bày tỏ sư muội đậu đinh nhi hoàn toàn không cần bất mãn vì đi đường vòng nhiều ngược lại hãy học hỏi đại hiền giả đại hiền giả khi nghiên cứu công pháp đặc biệt thích đi đường vòng gọi là đi đường vòng nhiều rồi người mới có thể khám phá ra những phong cảnh khác biệt vì vậy sư muội đậu đinh nhi không cần lo lắng gì lần này các ngươi nghiên cứu tinh vân linh miêu cần bao nhiêu tài nguyên hạo thiên tông của chúng ta bao hết dù sao các ngươi nghiên cứu ra thì hạo thiên tông của chúng ta cũng được hưởng lợi nên chúng ta bao hết tài nguyên có phải là rất hợp lý không vì vậy trong tình huống này đậu đinh nhi ngươi không cần có bất kỳ gánh nặng nào hãy dẫn dắt tất cả đệ tử hạo thiên tông của chúng ta cùng đi đường vòng lần này các ngươi đừng nói là đi đường vòng cho dù các ngươi The rip trên đường công ta sở tinh hà cũng ủng hộ đến cùng nhìn thấy một lượng lớn tài nguyên được đầu tư vào việc bồi dưỡng tinh vân linh miêu cùng với các loại tài nguyên bị tiêu hao lãng phí do không có kinh nghiệm sở tinh hà cười đến rối não so với niềm vui của sở tinh hà thú thần mấy ngày nay vẫn đang phân tích xem vận rủi đột một đó rốt cuộc là chuyện gì bởi vì không có lý do gì chẳng lẽ là do ấn ký nhận chủ giữa ta và sở tinh hà đã xảy ra biến dị gì đó, trước đây ta muốn hãm hại sở tinh hà, nên ấn ký đang trừng phạt ta, suy đi nghĩ lại, thú thần vẫn không nghĩ ra được điều gì, nhưng lần này toàn bộ hạo thiên tông điên cùng bồi dưỡng tinh vân linh miêu, đây thuộc về tiêu hao bình thường, ta thú thần lần này hoàn toàn không tham gia, chỉ nằm im, hấp thụ, linh lực tiêu hao trong quá trình bồi dưỡng tinh vân linh miêu có được không, rất nhanh. Chống, vận rủi đã trả lời thú thần không được. Hạo Thiên Tông Điên cùng bồi dưỡng Tinh Vân Linh Miêu. Hiện tại, sau khi tất cả Tinh Vân Linh Miêu quy nguyên nhận chủ, đều bước vào thời kỳ ấu niên. Tinh Vân Linh Miêu ấu niên vốn không có bất kỳ năng lực nào, chỉ có thể dựa vào linh thạch chủ nhân nuôi dưỡng để nâng cao bản thân. Do đặc thù của Tinh Vân Linh Miêu, tài nguyên chúng cần nuốt chửng cũng vượt xa linh thú tầm thường. Thêm vào đó, không có kinh nghiệm bồi dưỡng Tinh Vân Linh Miêu, ngay cả mang hoang cũng chỉ có thể mang theo mọi người đủ kiểu đường tắt ở bên này sở tinh hà nhìn thấy tông môn toàn viên tiêu hao tài nguyên vận rủi la bàn lại quay nước mắt lưng tròng trở về linh hà cung nhìn vận rủi la bàn lại chậm rãi quay sở tinh hà đẹp đẽ vào giấc mộng ngày mai thức dậy lại là một thế giới tươi đẹp nhưng khi sở tinh hà đang mơ đẹp thú thần không chịu nổi lần này linh thú đảo thu phục được nhiều tinh vân linh miêu như vậy thú thần phát ấn ký suýt tê liệt may mắn là sau khi nhiều người từ các thế lực khác tiến vào linh thú đảo cũng thu phục được nhiều linh thú và những linh thú này dưới sự bồi dưỡng của các bên Tiêu hao đủ loại lực lượng cũng sẽ lập tức tiến vào linh hồn thú thần để bù đắp tiêu hao cho thú thần. Dựa vào những lực lượng này, hai ngày nay thú thần cũng ổn định được trạng thái linh hồn của mình. Nhìn Hạo Thiên Tông Tiêu Hao tài nguyên bồi dưỡng Tinh Vân Linh Miêu, thú thần muốn phát điên, mặc dù đến giờ vẫn chưa hiểu tại sao không giúp đệ tử Hạo Thiên Tông thu phục Tinh Vân Linh Miêu lại dẫn đến vận rủi phản phệ, chẳng lẽ do ấn ký nhận chủ biến dị? Điều này khiến thú thần ta nằm yên rồi, ta chỉ cần không định hãm hại Sở Tinh Hà thì ấn ký nhận chủ cũng không làm gì được ta nhưng còn chưa kịp vui mừng những lực lượng bồi dưỡng tinh vân linh miêu bắt đầu tiến vào linh hồn thú thần chẳng những những lực lượng đó tiến vào linh hồn thú thần mà vận rủi quỷ dị cũng xuất hiện lần nữa sự tồn tại của vận rủi khiến tất cả lực lượng tiến vào linh hồn thú thần lập tức biến dị đừng nói là giúp thú thần khôi phục linh hồn mà những lực lượng này lại điên cuồng nuốt chửng linh hồn thú thần thú thần khóc thét tại chỗ đây là không nói lý rồi sao có bao nhiêu người mang linh thú rời khỏi linh thú đảo người khác mang linh thú về bồi dưỡng, linh lực tiêu hao trong quá trình bồi dưỡng. Sẽ tiến vào linh hồn thú thần, nhưng đến lượt hạo thiên tông các ngươi lại không được là sao, nhưng bây giờ không phải lúc nghiên cứu cái quỷ gì nữa rồi, thú thần nhìn hạo thiên tông dưới sự động viên của sở tinh hà, tăng tốc bồi dưỡng, suýt nữa sợ tè ra quần, đây là tăng tốc bồi dưỡng sao, các ngươi đang muốn hợp lực giết ta đúng không, không cho thú thần bất kỳ thời gian suy nghĩ nào, càng ngày càng nhiều vận rủi điên cùng tập kích thú thần, thú thần tê liệt. Tối hôm đó, thú thần phù từ trên người sở tinh hà đang mơ đẹp bay ra, thú thần phù lao thẳng lên trời, kèm theo thú thần phù bay lên, thú thần chi lực cũng trong nháy mắt rải khắp hạo thiên tông. Đậu Đinh Nhi không ngủ, mấy ngày nay Đậu Đinh Nhi ngủ không ngon, dù sao cách bồi dưỡng tinh vân Linh miêu cũng là chìa khóa để bộ tộc mang hoang có thể trỗi dậy hay không. Vì vậy Đậu Đinh Nhi phải nhanh chóng bồi dưỡng tất cả tinh vân Linh miêu của mình thành thục, thậm chí nâng cao đến trạng thái mạnh mẽ hơn, như vậy mới có thể khiến bộ tộc mang hoang tái xuất đỉnh phong nhưng dù sao việc bồi dưỡng tinh vân linh miêu cũng là một khoảng trống đậu đinh nhi cũng không thể đẩy nhanh tiến độ bồi dưỡng lúc này đậu đinh nhi nhìn phương pháp bồi dưỡng lại thất bại cảm thán bất lực con đường mình phải đi còn rất xa tất nhiên đậu đinh nhi sẽ không bỏ cuộc lúc này đậu đinh nhi quỳ trên mặt đất thề với tổ tiên của bộ tộc man hoang đậu đinh nhi ta nhất định sẽ dẫn dắt man hoang trở lại đỉnh cao cầu xin tổ tiên bộ tộc man hoang phù hộ cho đậu đinh nhi ta ngay khi đậu đinh nhi dập đầu cầu tổ tiên phù hộ một đạo thần quang từ trên trời giáng xuống, đậu đinh nhi được thần quang chiếu rọi, ngỡ ngàng, tổ tiên mang hoang thật sự đến rồi. Còn chưa kịp hiểu tổ tiên mang hoang giáng xuống thế nào, một truyền thừa. Từ trong thần quang trực tiếp tiến vào mi tâm đậu đinh nhi, dây tiếp theo đậu đinh nhi cảm thấy trong đầu mình có thêm một dấu ấn truyền thừa, dấu ấn này rất đơn giản và thô bạo, toàn tập bồi dưỡng tinh vân linh miêu, đậu đinh nhi sững sờ, tổ tiên mang hoang mạnh mẽ vậy sao, ta chỉ cầu nguyện cho có lệ, các người không nói một lời đã truyền thừa cho ta, nhưng vấn đề là, mang hoang của chúng ta vốn không có phương pháp bồi dưỡng tinh vân linh miêu mà. Vậy nên truyền thừa này từ đâu ra, đậu đinh nhi? Không kịp nghĩ về vấn đề này, nhanh chóng tra cứu tất cả các phương pháp bồi dưỡng tinh vân linh miêu trong truyền thừa. Vừa xem, đậu đinh nhi đã choáng váng. Đây không chỉ là toàn tập bồi dưỡng tinh vân linh miêu, mà là hướng dẫn siêu cấp về bồi dưỡng tinh vân linh miêu. Điều đáng sợ nhất là trong truyền thừa này có một phương pháp gọi là linh thú diệu pháp linh thú diệu pháp này lại là một phương pháp để linh thú tự tu luyện thế vậy đậu đinh nhi nhận ra đây căn bản không phải tổ tiên bộ tộc man hoang của chúng ta hiển linh vì tổ tiên bộ tộc man hoang của chúng ta căn bản không thể có phương pháp như vậy đậu đinh nhi hiểu rõ hơn ai hết linh thú diệu pháp là gì đó là phương pháp tu luyện của linh thú và phương pháp này chỉ tồn tại trong truyền thuyết tại sao tứ thánh thú có thể mạnh mẽ như vậy chỉ dựa vào việc nuốt chửng tài nguyên bình thường tuyệt đối không thể đạt đến độ cao đó chỉ có linh thú diệu pháp hấp thu linh khí giữa trời đất mới có thể khiến linh thú không ngừng nâng cao sức mạnh. Hơn nữa, điều đáng sợ nhất của linh thú diệu pháp không chỉ đơn giản là nâng cao linh lực, mà trong quá trình nâng cao, linh thú cũng không ngừng khai mở linh trí, vì vậy khi cấp bậc linh thú không ngừng tăng lên, trí tuệ của chúng cũng đạt đến mức không thua kém gì con người. Trên thế giới này có rất nhiều linh thú mạnh mẽ, nhưng ở cùng cấp bậc, linh thú hầu như không thể đối kháng một đối một với con người, nguyên nhân chính là linh thú vẫn chưa thoát khỏi hàng ngũ thú trí tuệ của chúng không thể tương xứng với sức mạnh của chúng dù có sở hữu trí tuệ đơn giản thì cũng chỉ là đơn giản mà thôi nhưng nếu học được linh thú diệu pháp thì hoàn toàn khác linh thú học được linh thú diệu pháp không những không cần tiếp tục tiêu hao tài nguyên để nâng cao mà có thể tự hấp thu linh lực trời đất và khi cấp bậc tăng lên trí tuệ của linh thú cũng không ngừng tăng theo thời kỳ đỉnh cao nhất của bộ tộc mang hoang năm xưa từng có hai con thần thú đáng tiếc hai con thần thú mặc dù có thực lực mạnh mẽ nhưng trí tuệ lại không thể sánh kịp con người vì vậy dù hai con thần thú liên thủ cũng chỉ có thể đối kháng với một vị võ thần hiện tại có linh thú diệu pháp nếu dựa vào linh thú diệu pháp để linh thú đạt đến cấp thần thì trí tuệ của linh thú sẽ không thua kém gì con người thậm chí chúng còn có thể giống như thánh thú hóa thành hình người linh thú diệu pháp thất truyền nhiều năm như vậy tại sao giờ phút này lại xuất hiện dù đậu đinh nhi có ngỡ ngàng đến đâu cũng không thể tin rằng linh thú diệu pháp này là do tổ tiên bộ tộc mang hoang ban cho đậu đinh nhi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời dây tiếp theo đậu đinh nhi nhìn thấy thú thần phù lơ lửng trên bầu trời lại là thú thần phù tinh hà sư huynh lại ra tay đậu đinh nhi rưng rưng nước mắt tinh hà sư huynh quá khiêm tốn lần này trở về từ linh thú đảo tinh hà sư huynh nói rằng thú thần phù của hắn đã không còn tác dụng gì khác lúc đó đậu đinh nhi thật thà còn tin thật nhưng bây giờ nghĩ lại, khi nghe nói mình liên tục đi đường vòng, Tinh Hà Sư Huynh đã nhiều lần khuyên giải, thậm chí trên mặt còn hiện lên nụ cười thần bí như có như không. Đậu Đinh Nhi lúc đầu không nghĩ nhiều, nhưng bây giờ nghĩ lại, Tinh Hà Sư Huynh nói thú thần phù không có khả năng nào khác có lẽ là khiêm tốn, dù sao Tinh Hà Sư Huynh cũng luôn là một người khiêm tốn. Và nụ cười thần bí đó chắc chắn là vì hắn đã nắm giữ được linh thú diệu pháp, chỉ có điều cần một khoảng thời gian mới truyền thừa được linh thú diệu pháp, hiện tại linh thú diệu pháp được truyền thừa từ thú thần phù, chỉ có thể là Tinh Hà sư huynh ra tay, dù sao thú thần phù là do Tinh Hà sư huynh nắm giữ, dưới trời đất này chỉ có Tinh Hà sư huynh mới có thể sử dụng được sức mạnh của thú thần phù. Không lẽ lại là thú thần phù tự mình truyền thừa, thú thần phù căn bản không có ý thức, thú thần phù chỉ có thể dựa vào Tinh Hà sư huynh để truyền thừa, sao cơ? không lẽ có người nghĩ rằng trong thú thần phù thật sự có thú thần sao, đó là tinh hà sư huynh đang đùa với mọi người thôi, đậu đinh nhi nhìn thú thần phù bay trở lại hướng linh hạt cung, trong lòng càng thêm chắc chắn, đây là tinh hà sư huynh đang truyền thừa cho ta, tinh hà sư huynh lại nhân nghĩa như vậy, nhưng nghĩ đến sự nhân nghĩa của tinh hà sư huynh, đậu đinh nhi rơi nước mắt. Năm xưa bộ tộc mang hoang của chúng ta đường cùng, chính tinh hà sư huynh đã cho bộ tộc mang hoang của chúng ta một con đường sống. Sau đó còn ban cho bộ tộc Man Hoang của chúng ta vô số tài nguyên, cũng nhờ có sự giúp đỡ của Tinh Hà sư huynh, Man Hoang chúng ta mới dần dần trỗi dậy. Mặc dù bộ tộc Man Hoang của chúng ta cũng nghiên cứu ra được linh nhục yêu thú, nhưng nếu không có Tinh Hà sư huynh phát hiện, cả đời này chúng ta cũng có thể không biết linh nhục yêu thú là gì. Tinh Hà sư huynh ở khắp mọi nơi giúp đỡ bộ tộc Man Hoang của chúng ta, chưa bao giờ cầu báo đáp, thậm chí mỗi khi bản thân ta không kiên trì được nữa, cũng là Tinh Hà sư huynh đứng ra động viên ta nhưng nhìn tinh hà sư huynh rồi nhìn đậu đinh nhi ta lúc đầu ta hứa hẹn cho hạo thiên tông sáu thành linh nhục yêu thú tưởng như là đã cho hạo thiên tông phần lớn nhưng suy cho cùng đậu đinh nhi ta vẫn là ích kỷ nhân nghĩa vô song sở tinh hà ích kỷ đậu đinh nhi đậu đinh nhi rưng rưng nước mắt dù ta ích kỷ như vậy tinh hà sư huynh vẫn một mực giúp đỡ ta thậm chí tin tưởng ta như vậy trực tiếp truyền thừa linh thú diệu pháp cho đậu đinh nhi ta hóa ra trong mắt tinh hà sư huynh bộ tộc mang hoang của chúng ta không phải là một đám người sống nhờ chúng ta là người nhà của tinh hà sư huynh chúng ta là một phần của hạo thiên tông nếu không coi chúng ta là người nhà tinh hà sư huynh chỉ cần truyền thừa linh thú diệu pháp cho những người khác trong hạo thiên tông thì bộ tộc mang hoang của chúng ta còn trỗi dậy được sao thuộc ngự thú mạnh nhất của chúng ta so với linh thú diệu pháp thì tính là gì chứ trong khoảnh khắc đậu đinh nhi quyết định tinh hà sư huynh coi ta là người nhà đậu đinh nhi ta nhất định lấy người nhà đáp lại từ hôm nay trở đi bộ tộc mang hoang của ta chính thức gia nhập hạo thiên tông chúng ta là một phần không thể tách rời của hạo thiên tông buổi sáng khi tia nắng đầu tiên chiếu vào linh hạt cung sở tinh hà đã sớm tỉnh dậy sau một giấc mơ đẹp hắn vào bếp ăn tám bát thịt kho tàu và nửa cái chân giò tâm trạng vô cùng vui vẻ ăn xong bữa sáng nhẹ nhàng như thường lệ sở tinh hà đến các cung khác để kiểm tra tiến độ bồi dưỡng tinh vân linh miêu và đưa ra ý kiến chỉ đạo sư đệ à ta thấy phương pháp của ngươi hơi bảo thủ rồi phải táo bạo lên chứ Ngươi nói muốn đợi mang hoang bộ tộc có tiến triển rồi mới theo sao? Sợ tự mình làm loạn sẽ lãng phí tài nguyên tông môn, tinh hà sư huynh phải nói ngươi hai câu, hạo thiên tông chúng ta thiếu mấy thứ đó sao? Đây không phải tiết kiệm tài nguyên, mà là không cầu tiến bộ, tại sao phải đợi tiến độ của mang hoang? Ngươi tiêu hao, khụ khụ, ngươi phải có chính kiến của mình, chỉ có lần lượt vượt qua bản thân mới là vương đạo, sư muội này, hôm qua ta thấy ngươi ôm tinh vân linh miêu chơi đùa, Ngươi làm vậy tinh hà sư huynh rất thất vọng, biết không, trong quá trình chơi đùa, ngươi có thể cho nó ăn một ít tài nguyên không? Nhìn tinh vân linh miêu của ngươi đói kìa, tinh hà sư huynh cũng đau lòng, nam cung sư tỷ, ngươi cũng là người lâu năm của hạo thiên tông, sao lại cẩn thận như vậy khi bồi dưỡng linh miêu, phải dồn tài nguyên vào chứ, cái gì? Trước đây ngươi đã dồn vào nhưng thất bại rồi sao, nam cung sư tỷ, ta luôn nghĩ ngươi là người đối mặt thất bại không những không lùi bước mà còn dũng cảm tiến lên, không ngờ ngươi lại nhận thua, cuối cùng, sở tinh hà đến luyện khí cung so với các cung khác, luyện khí cung có chút kỳ quái. Âu Dương Minh, thu lưỡi lại, tại sao ngươi lại liếm tinh vân linh miêu? Nó là kẹo sao, cái gì, ngươi nói da của tinh vân linh miêu sẽ tiết ra mùi hương, Âu Dương Minh, làm người đi, hôm qua đã có sư đệ ở tàn công tháp nói với ta, ngươi chạy đến đó tìm sách nấu ăn về mèo, ngươi coi tàn công tháp của hạo thiên tông chúng ta là gì, nơi đó có thực đơn sao? muốn tìm thì không nên đi tìm trưởng lão tạp học vô địch sao phì 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 đây không phải lúc nói về thực đơn âu dương minh ta khuyên ngươi nên thiện lương linh thú cả đời chỉ có một con ngươi ăn tinh vân linh miêu của mình sẽ không bao giờ có cơ hội nữa nhìn âu dương minh đầy tiếc nuối chìm vào suy tư sở tinh hà mới yên tâm được một chút sau đó hắn đến thăm âu dương linh nhưng vừa nhìn thấy hắn suýt tè ra quần âu dương linh nghe hỏi về tinh vân linh miêu ánh mắt cũng lẫn tránh không thấy đâu, sở tinh hà sững sờ tại chỗ, Âu Dương Linh không phải đã ăn tinh vân Linh miêu rồi chứ, cuối cùng, dưới sự uy hiếp và dụ dỗ của sở tinh hà, hắn mới thấy tinh vân Linh miêu nằm trên giường của Âu Dương Linh, hôn mê bất tỉnh, Âu Dương Linh rốt cuộc đã làm gì tinh vân Linh miêu? Sau khi kiểm tra liên tục xác định tinh vân Linh miêu, chỉ hôn mê chứ không nguy hiểm tính mạng, sở tinh hà mới rưng rưng nước mắt bước ra khỏi luyện khí cung nhưng vừa ra khỏi luyện khí cung không biết thẩm xuân sư huynh từ góc nào nhảy ra tinh hà sư đệ nhanh lên có chuyện lớn rồi sở tinh hà thẩm xuân sư huynh này chỉ cần ngươi nói có chuyện lớn chắc chắn không phải chuyện tốt nói đi sư đệ ta chịu được rất nhanh từ thẩm xuân sư huynh sở tinh hà biết được chuyện này liên quan đến mang hoang bộ tộc sáng sớm họ đã đến tìm đại trưởng lão không biết nói gì với đại trưởng lão người đã khoác áo choàng cho tông chủ đang vẽ chân dung và triệu tập đại hội tông môn. Lúc này, các nhân vật từ trưởng lão trở lên của các cung đều đã tụ họp ở hạo thiên cung. Thẩm Xuân cũng không nghe rõ cụ thể là chuyện gì, chỉ nghe loáng thoáng rằng mang hoang bộ tộc sẽ không ở lại hạo thiên tông nữa. Thẩm Xuân nói xong với vẻ mặt lo lắng, sở tinh hà nghe xong lại vô cùng phấn khởi, cái gì? Mang hoang bộ tộc muốn rời khỏi hạo thiên tông, còn có chuyện tốt thế này sao? Sở tinh hà ta sáng sớm đã nghe thấy chim khách hót liếu lo, quả nhiên là có tin vui lần này bồi dưỡng linh thú nếu nói sở tinh hà lo lắng nhất về ai thì chắc chắn đó là mang hoang bộ tộc đừng nhìn đậu đinh nhi luôn nói rằng bộ tộc của họ đang đi sai đường sở tinh hà cũng sợ ai biết được nếu đậu đinh nhi không cẩn thận lại vượt mặt nghiên cứu ra phương pháp không cần tiêu hao quá nhiều tài nguyên mà vẫn nâng cao được tinh vân linh miêu thậm chí nếu không giảm tài nguyên mà họ nghiên cứu ra cách giảm thời gian trưởng thành của tinh vân linh miêu thì cũng rất đáng sợ nhưng vào thời điểm quan trọng này mang hoang bộ tộc lại muốn rời đi, nếu không có mang hoang bộ tộc, hạo thiên tông chúng ta sẽ phải đi bao nhiêu đường vòng chứ, vì vậy, với sự phấn khích, sở tinh hà chạy ngay đến hạo thiên cung. Từ xa, sở tinh hà đã thấy cả mang hoang bộ tộc đều đến, hơn nữa, vẻ mặt nghiêm túc của từng người khiến sở tinh hà nhận ra rằng thẩm xuân sư huynh nói đúng mang hoang thực sự muốn đi, thực ra nghĩ lại cũng có lý mang hoang chỉ là ở tạm hạo thiên tông, giờ đây họ không thiếu tài nguyên, đã có linh thú, thêm vào đó mang hoang chi địa đã được đại hiền giả thanh trừ sạch sẽ thậm chí cửa vào linh thú đảo cũng ở mang hoang lúc này họ rời hạo thiên tông trở về mang hoang chi địa cũng không có gì sai sở tinh hà chạy vào đại điện hạo thiên lúc này bên trong ngoài mang hoang bộ tộc tất cả những người từ trưởng lão trở lên của hạo thiên tông đều có mặt vẻ mặt nghiêm trọng sở tinh hà mặc dù vì lời của thẩm xuân sư huynh mà kích động suốt đường đi nhưng thẩm xuân sư huynh chỉ nghe loáng thoáng nên lần này sở tinh hà không chọn mở sâm banh giữa chừng mà muốn lắng nghe xem rốt cuộc là chuyện gì rất nhanh thấy sở tinh hà sư huynh đến đậu đinh nhi lại lên tiếng tông chủ đại trưởng lão các vị trưởng lão cả tinh hà sư huynh đậu đinh nhi được hạo thiên tông chăm sóc bao ngày qua hiện nay chúng ta mang hoang đã có khả năng tự bảo vệ tiệc nào rồi cũng tàn cũng đến lúc chúng ta rời đi đậu đinh nhi vừa dứt lời toàn trường ngoài sở tinh hà sắc mặt mọi người đều trở nên khó coi gu minh triều càng là vẻ mặt bất lực phải biết rằng hạo thiên tông và mang hoang bộ tộc tuy là đồng minh nhưng bao năm qua hạo thiên tông ủng hộ mang hoang bộ tộc như vậy ngay cả khi mang hoang bộ tộc gặp nguy hiểm nhất tinh hà cũng chủ trương hết lòng giúp đỡ mang hoang có thể nói công lao của tinh hà không nhỏ gu minh triều mặc dù chưa bao giờ nghĩ đến việc mang hoang bộ tộc thực sự gia nhập hạo thiên tông nhưng vào thời điểm quan trọng trong việc bồi dưỡng tinh vân linh miêu mang hoang bộ tộc lại rời bỏ hạo thiên tông như vậy có phải hơi không nghĩa khí không suy nghĩ của các trưởng lão khác cũng tương tự như Gu Minh Triều, nhưng còn chưa kịp lên tiếng, Sở Tinh Hà đã nói: Đậu Đinh Nhi sư muội, tình hữu nghị giữa Hạo Thiên Tông và Mang Hoang không cần ta nói nhiều. Hạo Thiên Tông giúp đỡ Mang Hoang cũng chưa bao giờ có bất kỳ tư lợi nào. Năm đó khi Hạo Thiên Tông chưa rise, Mang Hoang giúp toàn lực giúp đỡ, ân tình này Hạo Thiên Tông vạn cổ không dám quên. Đậu Đinh Nhi sư muội nguyện ý ở lại Hạo Thiên Tông, chúng ta sẽ giúp toàn lực giúp đỡ, vì trong mắt Hạo Thiên Tông chúng ta mang hoang bộ tộc đã là người nhà. Nay đậu đinh Nhi sư muội muốn rời hạo thiên tông, tinh hà sư huynh cũng thấy đúng, dù sao mang hoang chi địa mới là nhà của các ngươi, ở đó mang hoang nhất định rise. tinh hà sư huynh cũng không nói lời thừa thải nữa, bất kể khi nào ở đâu, hãy nhớ rằng hạo thiên tông mãi mãi là hậu thuẫn mạnh mẽ nhất của các ngươi. Tinh hà sư huynh chúc mang hoang của các ngươi trở lại đỉnh cao. Lời của sở tinh hà không chỉ khiến đậu đinh nhi, mà toàn bộ mang hoang bộ tộc đều sững sờ. Các trưởng lão của Hạo Thiên Tông mặc dù có chút bất mãn với hành động vong ân bội nghĩa của Mang Hoang, nhưng Tinh Hà đứa trẻ này thật sự nhân nghĩa, bên ngoài đều nói lúc đó sở Tinh Hà giúp đỡ Mang Hoang là có ý đồ với Mang Hoang chi địa, nhưng các ngươi nghe xem lời của Tinh Hà nhà chúng ta, thật chân thành, thật cảm động, huống hồ Mang Hoang chưa bao giờ thuộc về Hạo Thiên Tông chúng ta, họ chỉ là đồng minh, người ta muốn rời đi, Hạo Thiên Tông cũng không thể cưỡng ép ở lại. Không nói đến Mang Hoang, Hạo Thiên Tông chúng ta là tông môn đệ nhất thiên hạ, hôm nay nếu vì mang hoang rời đi mà tức giận thậm chí ép buộc họ ở lại, thì mặt mũi tông môn truyền ra còn gì nữa, vì vậy Tinh Hà nói đúng. Tốt đẹp chia tay, đứa trẻ Tinh Hà này thật sự có tấm lòng rộng lớn, đậu đinh nhi, như Tinh Hà đã nói, hạo thiên tông mãi mãi là nhà của các ngươi, gặp khó khăn, cánh cửa ngôi nhà này luôn mở ra. Đúng vậy, mang hoang tương lai đáng mong đợi hôm nay đừng vội đi, hạo thiên tông chúng ta sẽ tổ chức tiệc cho mang hoang, dù sao mang hoang ở hạo thiên tông chúng ta lâu như vậy, cũng cho đệ tử các cung có thời gian chia tay các trưởng lão dưới lời của tinh hà cũng thả lỏng lúc này từng người nở nụ cười chân thành nhưng khi sở tinh hà bày tỏ đậu đinh nhi sư muội yên tâm tinh hà sư huynh sẽ tự mình bố trí trận pháp đưa các ngươi rời đi đậu đinh nhi bỗng nhiên bật khóc đậu đinh nhi nhìn về phía mang hoang bộ tộc ánh mắt của nàng khiến tất cả mang hoang bộ tộc đều xấu hổ cúi đầu hôm qua sau khi truyền thừa thú thần đậu đinh nhi đã quyết định gia nhập hạo thiên tông nhưng khi nàng thông báo quyết định này cho mang hoang bộ tộc, có người đã đưa ra ý kiến trái chiều. Mọi người đều nói sở tinh hà nhân nghĩa, mặc dù chúng ta mang hoang đã thấy vô số hành động nhân nghĩa của sở tinh hà, nhưng trên đời này có rất nhiều người bề ngoài nhân nghĩa nhưng thực chất tính toán. Vậy ai dám đảm bảo sở tinh hà làm tất cả những điều này không phải để tính kế cho chúng ta mang hoang, muốn chúng ta mang hoang hoàn toàn gia nhập hạo thiên tông, sau nửa đêm bàn bạc mang hoang bộ tộc đã nghĩ ra một cách, đó là thử xem sở tinh hà có thực sự là người mà chúng ta nên dùng toàn bộ. Sinh mạng để theo đuổi hay không? Vì vậy mới có cảnh tượng hôm nay, Đậu Đinh Nhi dẫn theo toàn bộ mang hoang đến từ biệt, muốn xem phản ứng của sở tinh hà. Nhưng phản ứng của sở tinh hà khiến toàn bộ mang hoang bộ tộc đều phá vỡ phòng tuyến, đây gọi là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, chúng ta mang hoang đã toàn bộ làm tiểu nhân rồi, chúng ta xấu hổ quá, chúng ta thật sự không đáng làm người, sở tinh hà nhân nghĩa vô song quả nhiên không phải hư danh, đừng nói đến mặt nạ nhân nghĩa, ngay cả khi mở xương của sở tinh hà ra, trong tủy xương của hắn cũng chảy đầy nhân nghĩa, có sở tinh hà nhân nghĩa như vậy, mang hoang bộ tộc chúng ta còn lý do gì không ra. Nhập hạo thiên tông, thật sự là trời giúp hạo thiên, mang hoang bộ tộc ta cuối cùng đã tìm được người có thể liều chết theo đuổi, từ nay về sau thế gian không còn mang hoang bộ tộc, chỉ có hạo thiên tông ngự thú cung tộc mang hoang từ khi đến hạo thiên tông đã yêu thích nơi này trước khi đến họ còn đôi chút lo ngại nhưng với tình cảnh hiện tại của mang hoang dù có lo ngại cũng chẳng ý nghĩa gì không đến hạo thiên tông tức là diệt tộc thế nhưng khi đặt chân đến hạo thiên tông họ mới nhận ra nơi này hoàn toàn khác xa tưởng tượng theo lý tông phái đệ nhất thiên hạ này với vị trí đỉnh cao ắt hẳn phải quản lý nghiêm ngặt. Chưa kể, với vô số đệ tử thiên tài, chắc chắn sẽ có đủ loại tranh đấu vì lợi ích và tài nguyên. Thậm chí, phân hóa thành nhiều phe phái nhỏ cũng không phải không có khả năng. Thế nhưng, ở Hạo Thiên Tông, nói các đệ tử hoàn toàn không tranh giành là không đúng. Nhưng hướng tranh giành của họ lại khiến tộc mang hoang ngỡ ngàng. Ở các tông phái khác, đệ tử đều mưu cầu điều gì? Chắc chắn là vị trí tông chủ tối cao. Nhưng ở Hạo Thiên Tông, họ chẳng hề nhắc đến vị trí tông chủ, mà ngày đêm tranh giành vị trí đại trưởng lão tương lai. Ban đầu, tộc mang hoang không hiểu, các ngươi muốn trở thành đại trưởng lão tương lai, phụ tá sư huynh Tinh Hà, là sao, dù sao, họ cũng chỉ nghe đồn về sở Tinh Hà. Nhưng qua tiếp xúc, chứng kiến sở Tinh Hà biến mọi điều không thể thành có thể, hóa một nát thành thần kỳ, họ mới hiểu vì sao ở Hạo Thiên Tông, không ai tranh giành vị trí tông chủ tương lai, lần này, Đậu Đinh Nhi nhận truyền thừa thú thần phù, lĩnh hội diệu pháp linh thú, cả tộc mang hoang phấn khích đến mức suýt tè ra quần. Vì vậy, khi Đậu Đinh Nhi đề nghị gia nhập Hạo Thiên Tông, trở thành một phần thực sự của tông môn, đa số đều giơ cả hai tay hai chân tán thành. Tuy nhiên, cũng có một số ít phản đối. Hạo Thiên Tông, Sở Tinh Hà, liệu hắn có đeo mặt nạ nhân nghĩa, thực chất là thèm muốn mang hoang của chúng ta, trước câu hỏi này, tuyệt đại đa số mang hoang chỉ biết câm nín này mang hoang của chúng ta ra nông nổi này chẳng lẽ các ngươi không tự biết sao dù nói vậy nhưng với sự xuất hiện của linh thú đảo mang hoang từ chỗ cằn cỗi đã bắt đầu có giá trị liệu hạo thiên tông có nhắm đến mang hoang trước nghi ngờ của số ít đậu đinh nhi đã giải thích nhưng hắn biết nếu không giải quyết triệt để vấn đề này sẽ mãi là rào cản trong lòng một số tộc nhân suy đi nghĩ lại đậu đinh nhi mới bày ra kế hoạch hôm nay tộc mang hoang trực tiếp xin từ biệt hạo thiên tông, bày tỏ ý muốn rời đi. Nếu hạo thiên tông thực sự giả nhân giả nghĩa, nghe vậy ắt sẽ nổi giận. Như vậy, tộc mang hoang có thể thấy rõ bộ mặt thật của sở tinh hà. Thế nhưng, khi Đậu Đinh Nhi nói lời từ biệt trước mặt sở tinh hà, hắn hoàn toàn sững sờ. Đậu Đinh Nhi chăm chú nhìn sư huynh tinh hà, khi nghe mình nói muốn rời đi, trong mắt sư huynh tinh hà không hề có chút tức giận nào, thậm chí còn có cả vui mừng, không sai, Đậu Đinh Nhi thấy rõ, đó là vẻ vui mừng, khoảnh khắc đó, Đậu Đinh Nhi biết mình đã sai. Sai từ khi nghi ngờ Sư Huynh Tinh Hà, Sư Huynh Tinh Hà chưa bao giờ muốn ép buộc tộc mang hoang, cũng không hề có ý định chiếm đoạt mang hoang. Thậm chí khi họ xin rời đi, phản ứng đầu tiên của hắn cũng là vui mừng vì họ. Vậy nên, niềm vui của Sư Huynh Tinh Hà chính là kỳ vọng vào tương lai của mang hoang, Sư Huynh Tinh Hà quả nhiên nhân nghĩa vô song, ta, đậu đinh nhi, đúng là tiểu nhân, tuy nhiên, bài kiểm tra, cuối cùng này đã giúp mỗi thành viên tộc mang hoang hiểu rõ con người của sư huynh tinh hà. Với đại nhân đại nghĩa như vậy, tộc mang hoang chúng ta nhất định phải thề chết đi theo, dẫn đầu bởi đậu đinh nhi, tộc mang hoang có mặt trong hạo thiên đại điện, không cho sở tinh hà kịp phản ứng, đồng loạt quỳ xuống hành lễ theo nghi thức ra mắt chủ nhân mang hoang. Xin sư huynh tinh hà cho phép chúng ta sử dụng lễ tiết mang hoang lần cuối từ hôm nay, tộc mang hoang nguyện gia nhập hạo thiên tông, trở thành một phần của tông môn, hiện trường lập tức náo loạn, thế nhưng, những người có mặt ở hạo thiên đại điện đều là cáo già, chỉ trong chớp mắt đã hiểu ra vấn đề. Hóa ra, lời từ biệt của tộc mang hoang hôm nay không phải thật sự muốn rời đi, mà là, kiểm tra, lần cuối trước khi gia nhập, xem tinh hà của chúng ta có thực sự đáng để họ cả tộc quy phục hay không. Dù không hài lòng về sự nghi ngờ của tộc mang hoang đối với tinh hà, nhưng họ cẩn thận như vậy cũng không sai. Đại trưởng lão tuy cười nhưng trong lòng cảm thán, may mà tinh hà đến kịp, khi đậu đinh nhi vừa xin từ biệt, bản thân đại trưởng lão cùng nhiều trưởng lão khác và tông chủ đều không hài lòng. Hạo Thiên Tông đã giúp đỡ các ngươi vô điều kiện trong lúc khó khăn nhất. Giờ linh thú đảo xuất hiện, các ngươi lại muốn rời đi, hơn nữa còn đang lúc nghiên cứu tinh vân linh miêu quan trọng, chẳng phải các ngươi quá vong ân phụ nghĩa sao, đại trưởng lão vốn định lên tiếng trách mắng, nhưng tinh hà đến kịp thời, khiến ngay cả ông cũng bất ngờ. Đối mặt với lời từ biệt của mang hoang, tinh hà không những không bất mãn, mà còn mỉm cười chúc phúc họ. Hơn nữa, ai cũng thấy rõ, lời chúc phúc của tinh hà là thật lòng. Chính sự chân thành của tinh hà đã khiến tộc mang hoang hoàn toàn yên tâm, lựa chọn gia nhập hạo thiên tông. Đại trưởng lão thực sự muốn thốt lên, trời phù hộ hạo thiên, nếu không nhờ nhân nghĩa của tinh hà, có lẽ tộc mang hoang thật sự sẽ rời đi, nhưng giờ đây, tinh hà đã hoàn toàn chinh phục được họ, khiến tộc mang hoang từ nay trở thành một phần của hạo thiên tông. Mau đứng dậy, dưới sự chỉ huy của đại trưởng lão, các trưởng lão khác cũng ngồi lên, đỡ tất cả người tộc mang hoang dậy. Đậu Đinh Nhi, Hạo Thiên Tông chưa bao giờ coi các ngươi là người ngoài. Như Tinh Hà đã nói, các ngươi là gia đình. Vì vậy, không cần lo lắng gì cả, trước sau như một. Đúng vậy, sao lại nói là lần cuối dùng lễ tiết mang hoang, hạo thiên tông chúng ta có lòng bao dung, tộc mang hoang dù gia nhập chúng ta, bên ngoài vẫn có thể xưng là mang hoang, và sử dụng lễ tiết tùy ý, lời của tông chủ cố minh triều khiến toàn bộ tộc mang hoang nước mắt lưng tròng. Nên biết, nhiều tông phái khi tiếp nhận một thế lực, yêu cầu lớn nhất là phải từ bỏ truyền thống cũ, như vậy mới gọi là hòa nhập hoàn toàn. Đậu Đinh Nhi không ngờ, tông chủ lại có tấm lòng rộng rãi như vậy, hoàn toàn không đưa ra yêu cầu ấy đậu đinh nhi tạ ơn tông chủ tông chủ yên tâm tộc mang hoang sẽ không quên mình là mang hoang nhưng càng không quên chúng ta là đệ tử hạo thiên tông trời phù hộ hạo thiên trời phù hộ hạo thiên trời phù hộ hạo thiên tiếng hô vang dội của tộc mang hoang rung chuyển cả hạo thiên đại điện các trưởng lão đều mỉm cười gật đầu thực ra hạo thiên tông đã nhiều lần thảo luận riêng về cách xử lý vấn đề của mang hoang nhưng vì mang hoang do tinh hà sắp xếp vào nên quyết định cuối cùng vẫn phải do Tinh Hà đưa ra. Tông chủ Cố Minh Triều đã nói, chúng ta cứ chờ xem, các ngươi còn không yên tâm khi Tinh Hà ra tay sao, các trưởng lão đều gật đầu đồng ý. Tông chủ nói đúng, lần này chờ xem, chắc chắn ổn, giờ đây, sự thật đã chứng minh Tông chủ quả nhiên có trí tuệ lớn. Nếu chủ động đàm phán với Mang Hoang, có lẽ họ sẽ nghĩ Hạo Thiên Tông có ý đồ gì. Nhưng Tinh Hà lại khéo léo như mưa dầm thấm lâu, Hạo Thiên Tông không cần nói gì, chỉ cần làm tốt việc của mình, thành ý sẽ cảm động được cả sắt đá. Giờ đây, vấn đề của mang hoang đã được giải quyết, mang hoang từ nay trở thành một phần của hạo thiên tông, bao gồm cả mang hoang chi địa cũng trở thành lãnh thổ của hạo thiên tông. Thế nhưng, trong khi mọi người đang hô vang, trời phù hộ hạo thiên, sở tinh hà vẫn chưa thoát khỏi sự ngỡ ngàng, có ai giải thích cho ta xem chuyện gì đang xảy ra không? Hôm nay chẳng phải nói rằng tộc mang hoang sẽ rời đi sao, nếu lúc này họ rời đi, hạo thiên tông chúng ta bồi dưỡng tinh vân linh miêu ác sẽ gặp khó khăn, Ta, sở tinh hà, đã chúc mừng phát tài rồi cơ mà. Vì sao sau khi ta chúc phúc Đậu Đinh Nhi và tộc Mang Hoang, họ lại đột ngột gia nhập chúng ta? Đây không phải điều ta muốn, Đậu Đinh Nhi. Ta tưởng ngươi đến từ biệt, không ngờ ngươi lại đâm một nhát vào sư huynh tinh hà này, là sự vặn vẹo của nhân tính hay sự suy đồi của đạo đức. Vì sao tộc Mang? Hoang các ngươi lại muốn gia nhập hạo thiên tông, mọi thứ đã rối tung lên rồi. Thực ra, điều ta lo ngại nhất về tinh vân linh miêu chính là tộc Mang Hoang. Nghe tin họ muốn rời đi, sở tinh hà đã cười đến phát khóc, mối lo lớn nhất tự động từ biệt. Lần này ông trời đã mù mắt rồi, cuối cùng, sở tinh hà ta cũng được ngẩng cao đầu. Nhưng ta còn chưa kịp vui mừng vì các ngươi rời đi, các ngươi lại lập tức muốn gia nhập hạo thiên tông. Các ngươi có biết, tinh dữ, này gây tổn thương tinh thần lớn thế nào đối với sư huynh tinh hà này không? Sở tinh hà cố gắng kiềm chế để nước mắt không chảy ra, nếu không họ lại nói ta mừng đến phát khóc thế nhưng, trong khi sở tinh hà đang gắn gượng, đậu đinh nhi lại lên tiếng sư huynh tinh hà dù thế nào đậu đinh nhi vẫn muốn cảm ơn diệu pháp linh thú mà sư huynh truyền thừa xin sư huynh yên tâm đậu đinh nhi sẽ không phụ kỳ vọng của sư huynh ta sẽ truyền thụ linh thú diệu pháp cho mỗi đệ tử trong tông môn trong thời gian ngắn nhất có diệu pháp này chúng ta bồi dưỡng tinh vân linh miêu sẽ không còn tốn bất kỳ tài nguyên nào nữa các trưởng lão sở tinh hà dòng lệ vui sướng không thể ngăn lại được nữa cả đại điện hạo thiên tràn ngập niềm vui của thiên hữu hạo thiên và nước mắt vui mừng không xiết của sở tinh hà nhưng đúng lúc mọi người đang hân hoan một câu nói của đậu đinh nhi khiến cả khán phòng nổ tung cái gì diệu pháp linh thú đối với diệu pháp linh thú mặc dù nhiều trưởng lão ở đây đã nghe nói từ một số cổ thư nhưng cụ thể là gì thì lại không rõ khi mọi ánh mắt đổ dồn về phía hà trưởng lão ông kích động đến mức hơi mất kiểm soát bèn hắn giọng giải thích cho mọi người biết diệu pháp linh thú thực sự là gì. Và theo lời kể của Hà trưởng lão, ngay cả đậu đinh nhi cũng phải thốt lên, Hà trưởng lão quả không hổ danh là vô địch tạp học. Hiểu biết của Hà trưởng lão về nội dung cụ thể của diệu pháp linh thú thậm chí còn hơn cả đậu đinh nhi. Tuy nhiên, đậu đinh nhi cảm thán không phải là trọng điểm. Trọng điểm lúc này là khi nghe đến khả năng cụ thể của diệu pháp linh thú, cả đại điện hạo thiên như muốn nổ tung, công pháp dành cho linh thú tu luyện, không chỉ khiến linh thú không còn tiêu hao bất kỳ tài nguyên nào thậm chí còn khai phát linh trí cho linh thú điều đáng sợ hơn là nếu chỉ dựa vào tài nguyên bồi dưỡng khi đạt đến một trình độ nhất định linh thú gần như rất khó tiến xa hơn chỉ bằng tài nguyên nhưng diệu pháp linh thú lại khác diệu pháp linh thú giống như nhân loại tu luyện chỉ cần tư chất đủ độ cao có thể đạt được sẽ cao hơn nhiều so với bồi dưỡng bằng tài nguyên lúc này cả đại điện hạo thiên từ tông chủ cố minh triều đến các trưởng lão đều lộ vẻ kích động phải biết rằng tinh vân linh miêu trong số các linh thú tuyệt đối thuộc loại có tư chất và năng lực cao nhất cũng chính vì năng lực đặc biệt của tinh vân linh miêu mà bộ tộc man hoang không dám dễ dàng bồi dưỡng đặc biệt là lực hỗn độn của tinh vân linh miêu gần như phù hợp với mọi năng lực nên cách khai thác tinh vân linh miêu tối đa nhất cũng trở thành điều mà bộ tộc man hoang muốn thử nghiệm nhưng giờ đây mối lo ngại này hoàn toàn biến mất bởi vì một khi tinh vân linh miêu học được diệu pháp linh thú thì căn bản không cần sự can thiệp của con người, chúng có thể tự nâng cao bản thân. Hơn nữa trong quá trình thăng tiến, chúng có thể dựa vào lực hỗn độn và diệu pháp linh thú để đạt được sự an ý hoàn hảo với chủ nhân. Ngoài ra, Tinh Vân Linh miêu tu luyện diệu pháp linh thú, trực tiếp hấp thu linh khí trời đất là đủ, hoàn toàn không cần tiêu hao bất kỳ tài nguyên nào của tông môn. Lần này tông môn không biết sẽ tiết kiệm được bao nhiêu tài nguyên đây. Trong khoảnh khắc, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào mặt của Tinh Hà tinh hà đứa trẻ này cách không được bộ tộc mang hoang lại lựa chọn gia nhập hạo thiên tông hóa ra là vì diệu pháp linh thú này mặc dù mang hoang tinh thông thuật ngự thú nhưng so với diệu pháp linh thú thì thuật ngự thú của mang hoang là gì chứ tinh hà truyền thừa diệu pháp linh thú cho đậu đinh nhi chính là hoàn toàn biến mang hoang thành một phần của hạo thiên tông hơn nữa có diệu pháp linh thú tông môn cũng hoàn toàn không cần tiêu hao tài nguyên để bồi dưỡng tinh vân linh miêu tinh hà quả nhiên một khi ra tay là song sát nghe các đại lão xung quanh nói đến song sát sở tinh hà như hóa đá các ngươi nói đúng lần này quả thực là song sát nhưng người bị song sát dường như là ta sở tinh hà được không nếu nói bộ tộc mang hoang gia nhập hạo thiên tông khiến sở tinh hà có thể kìm nén nước mắt trong hốc mắt thì giờ phút này sở tinh hà đã vui mừng không xiết rồi đậu đinh nhi ngươi đang nói cái gì vậy ta truyền thừa diệu pháp linh thú cho ngươi khi nào Ta sở Tinh Hà ở đây thề với trời, nếu ta mà biết diệu pháp linh thú là cái gì, ta chính là cái đó, nhưng không đợi Sở Tinh Hà lên tiếng, Đậu Đinh Nhi đã kể hoàn toàn những gì xảy ra đêm qua cho mọi người. Khi nghe đến việc thú thần phù truyền thừa vào nửa đêm, mọi người đều âm thầm gật đầu với Sở Tinh Hà. Quả nhiên là Tinh Hà, dù sao thú thần phù là do Tinh Hà sở hữu, nên trên đời này người có thể thúc động thú thần phù cũng chỉ có mình Tinh Hà. Vậy nên ngoài Tinh Hà ra, còn có thể là ai truyền thừa cho đậu đinh nhi, không lẽ là thú thần phù tự truyền thừa, người khác nghĩ gì sở tinh hà không biết, lúc này sở tinh hà chỉ muốn cùng thú thần đồng quy vu tận, sáng nay lão tử nhìn thú thần, không hiểu sao hắn lại có dáng vẻ ủ rũ như vậy, hóa ra tối hôm qua ngươi lại ra ngoài gây chuyện đúng không, thú thần, ngươi bị bệnh nhà, chúng ta dù sao cũng là kẻ thù, vậy mà ngươi không nói không rằng lại giúp ta sở tinh hà, còn giúp đi giúp lại, ngươi. Muốn nghịch thiên sao, ngươi nhìn xem dáng vẻ ủ rũ của ngươi hiện giờ ngươi tiếp tục giúp đỡ như vậy ngươi rất dễ mệt mà chết đó ngươi có biết không thú thần lúc này cũng rất khó chịu cái gì sở tinh hà những gì ngươi nói ta đều hiểu nhưng vận rủi đặc biệt không cho phép ngươi nghĩ ta muốn giúp ngươi sao ta hận không thể giết chết ngươi ngay lập tức nhưng vấn đề là giết ngươi thì ta cũng chết chắc ta thú thần chỉ muốn yên lặng khôi phục linh hồn lực ta chỉ muốn trở lại đỉnh phong rồi thoát khỏi ấn ký nhận chủ với ngươi giờ ta không muốn báo thù nữa ta chỉ muốn quay về linh thú đảo chỉ cần ta khôi phục tu vi ta giải trừ ấn ký nhận chủ ta về nhà đóng cửa linh thú đảo chỉ cần ngư sở tinh hà còn sống ta chết cũng không mở linh thú đảo được không ngươi là ông trời phái đến để khắc chế ta đúng không ta muốn giúp ngươi ta chỉ là không muốn chết thôi nếu không truyền thụ diệu pháp linh thú cho đậu đinh nhi để giúp các ngươi hạo thiên tông bồi dưỡng tinh vân linh miêu theo phương pháp bồi dưỡng của các ngươi nửa năm sau ta đừng nói là khôi phục tu vi ta trực tiếp tiêu đời luôn nhưng lúc này đối mặt với câu hỏi của sở tinh hà, thú thần không thể nói ra sự thật được, một khi sở tinh hà biết được điểm yếu của hắn, thì chẳng phải hắn sẽ bị nắm thóc sao, cả đời này có lẽ cũng không có ngày nào lật ngược được. Vì vậy, một thú thần mạnh mẽ từ trước đến nay trực tiếp bày tỏ, ta chính là muốn giúp ngươi sở tinh hà, ngươi làm gì được nào, đối mặt với thú thần không nói lý lẽ như vậy, sở tinh hà thực sự cạn lời. Nếu nói lần này ta sở tinh hà bị mang hoang đâm sau lưng, ta sở tinh hà không nói gì dù sao ta đã giúp mang hoang nhiều như vậy mang hoang giúp lại ta cũng hợp tình hợp lý nhưng thú thần chúng ta là kẻ thù ngươi là kẻ thù xin ngươi mỗi ngày hãy nghĩ cách giết ta được không đừng giúp ta nữa ngươi mà tiếp tục giúp ta thực sự không sống nổi ân oán tình thù giữa sở tinh hà và thú thần người ngoài không biết nhưng việc mang hoang gia nhập hạo thiên tông trở thành ngự thú cung của hạo thiên tông và sư huynh tinh hà truyền thừa diệu pháp linh thú cho đậu đinh nhi khiến cả hạo thiên tông như nổ tung. Các cung nghiên cứu tinh vân linh miêu đến mức đầu óc muốn nổ tung, nhưng ngay cả mang hoang cũng không có cách nào với tinh vân linh miêu, mọi người đã thử, lực hỗn độn của tinh vân linh miêu mặc dù nói là có thể dung hợp với bất kỳ năng lực nào của chủ nhân, từ đó có được năng lực của chủ nhân. Nhưng vấn đề là làm sao để thực hiện điều đó, nhưng giờ đây, mọi vấn đề đều được giải quyết sự xuất hiện của diệu pháp linh thú ngay lập tức giải quyết mọi vấn đề trước đây là bạn phải nghĩ cách dung hợp với tinh vân linh miêu giờ đây hoàn toàn không cần lo lắng nữa tinh vân linh miêu có thể chủ động dung hợp với bạn đậu đinh nhi không để các sư huynh đệ trong tông chờ đợi quá lâu chưa đầy hai ngày đậu đinh nhi đã truyền thừa diệu pháp linh thú cho mỗi người trong hạo thiên tông cùng với sự xuất hiện của diệu pháp linh thú tất cả tinh vân linh miêu đều bắt đầu tự chủ tu luyện trong khoảnh khắc các cung đều cảm thán thú thần phù của tinh hà sư huynh quả thật là vô địch, phải biết rằng, diệu pháp linh thú trong ghi chép của cổ thư có rất nhiều loại, không phải loại nào cũng phù hợp cho tất cả linh thú tu luyện. Nhưng bạn có đoán được không, bộ diệu pháp linh thú này không những phù hợp với tinh vân linh miêu, thậm chí còn áp dụng được cho tất cả linh thú. Đây tuyệt đối là diệu pháp linh thú đỉnh cấp nhất nhiều đệ tử hạo thiên tông thậm chí nghi ngờ. Diệu pháp linh thú này có phải là do thú thần truyền thừa không có khi nào giống với bộ mà tứ thánh thú học không? Ban đầu, khi Tinh Hà Sư Huynh tiến vào linh thú đảo, nhiều người thậm chí đã táo bạo suy đoán. Tinh Hà Sư Huynh có khi nào thu luôn cả tứ thánh thú về cho chúng ta hạo thiên tông làm hộ vệ không? Ý nghĩ này có rất nhiều người có. Tuy nhiên sau đó sự thật chứng minh, tứ thánh thú vì phong ấn của linh thú đảo mà không thể nào ra khỏi linh thú đảo, chúng cũng là nguyên nhân gốc rễ của việc trấn giữ linh thú đảo. Nhưng giờ đây, diệu pháp linh thú cấp bậc tứ thánh thú xuất hiện, mọi người đều cảm thán chúng ta nông cạn quá chúng ta đều nông cạn quá tinh hà sư huynh không phải không có khả năng đưa tứ thánh thú ra ngoài tinh hà sư huynh chỉ là không thèm để mắt đến tứ thánh thú mà thôi tinh hà sư huynh trực tiếp mang về diệu pháp linh thú mà tứ thánh thú tu luyện lần này mặc dù chúng ta không có tứ thánh thú nhưng chỉ cần tinh vân linh miêu của chúng ta liên tục bồi dưỡng mỗi con trong tương lai đều có tiềm năng trở thành tứ thánh thú chúng ta không bắt tứ thánh thú chúng ta chỉ là người nuôi dưỡng thánh thú các bên tự nhiên cũng nhận được tin tức về diệu pháp linh thú phải nói người kích động nhất chính là ma môn ma đế vô hành vân trực tiếp liên hệ với nghiêm thủ kinh thủ kinh ngươi đã học được diệu pháp linh thú chưa ma đế đại nhân ta muốn nói một câu diệu pháp linh thú không phải là người học mà là linh thú học nên sao ta học được khụ khụ đúng đúng thủ kinh ngươi nói đúng ý ta là ngươi biết diệu pháp linh thú không chắc chắn là biết vậy tiếp theo ngươi có nên truyền diệu pháp linh thú cho ma môn chúng ta không không truyền được vu hành vân sau đó nghiêm thủ kinh giải thích tại sao không truyền được không phải vì ta nghiêm thủ kinh phản bội chủ yếu là vì diệu pháp linh thú có tính chất truyền thừa chỉ có đậu đinh nhi nắm giữ phương pháp truyền thừa nên trừ khi đậu đinh nhi truyền thừa nếu không chúng ta chỉ có thể để linh thú học chúng ta không có cách nào biết được làm sao để truyền thừa diệu pháp linh thú cho người khác hơn nữa hiện tại đậu đinh nhi cũng chỉ mới nghiên cứu được một phần nhỏ của diệu pháp linh thú nàng sẽ từ từ truyền thụ cho tất cả tinh vân linh miêu ta nghiêm thủ kinh căn bản không có cách nào biết được diệu pháp linh thú rốt cuộc là gì tất nhiên ma đế đại nhân có thể thử xem có mua chuộc được đậu đinh nhi không đối với đề nghị mua chuộc đậu đinh nhi của nghiêm thủ kinh vua hành vân đề nghị tối nay cho tiểu thúy mặc quần áo của mẫu thân nghiêm thủ kinh lão tử muốn truyền công pháp cho tiểu thúy cẩn thận không nhắc đến việc vua hành vân dốc lòng truyền thụ công pháp cho tiểu thúy nhi tin tức về diệu pháp linh thú xuất thế đã chấn động cả liệt dương đại lục, đến mức việc mang hoang gia nhập hạo thiên tông trở thành ngự thú cung cũng bị lu mờ. Người nói mang hoang gia nhập hạo thiên tông là đại sự. Hiện tại có bao nhiêu thế lực, bao nhiêu người khao khát gia nhập hạo thiên tông mà hạo thiên tông còn chẳng thèm để mắt đến. Hơn nữa, lần này mang hoang gia nhập, bọn họ còn mang theo cả mang hoang chi địa, bao gồm cả linh thú đảo, không còn là vùng đất hoang vu như trước nữa. So với diệu pháp linh thú, việc mang hoang gia nhập hạo thiên tông chỉ là chuyện nhỏ phải biết rằng linh thú có diệu pháp và không có diệu pháp hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau cùng là linh thú một con học diệu pháp sẽ đồng thời nâng cao cả tu vi lẫn linh trí còn con chưa học diệu pháp dù có tài nguyên dồi dào đến đâu thực lực có mạnh mẽ đến đâu cũng chỉ là ngu ngơ thậm chí có lời đồn rằng diệu pháp linh thú của hạo thiên tông bắt nguồn từ truyền thừa của thú thần có khả năng giống như pháp mà tứ thánh thú học tập tin tức này vừa lan ra các bên đều sững sờ. Hạo Thiên Tông không chỉ có diệu pháp linh thú mà còn là loại đỉnh cấp nhất, thần phù thú thần này lại có uy lực lớn đến vậy sao? Trong thần phù thú thần của ngươi, sở tinh hà, thật sự có thú thần sao? Bây giờ đến cả diệu pháp linh thú cũng xuất hiện, đương nhiên, trong khi cảm thán, các bên cũng lập tức liên hệ với Hạo Thiên Tông. Trình Tiếu Thiên Đích Thân đến Hạo Thiên Tông bái kiến cố Minh Triều, danh nghĩa là giao lưu họa kỹ, nhưng mục đích thực sự của Trình Tiếu Thiên rất đơn giản, là muốn có được diệu pháp linh thú của hạo thiên tông. Mặc dù trình tiếu thiên tự biết rằng, thần kỹ như diệu pháp linh thú, hạo thiên tông tuyệt đối không dễ dàng truyền ra, dù có truyền ra thì cũng chỉ là bản cắt xén, nhưng diệu pháp linh thú quá quan trọng đối với võ đế thành, ngay cả bản cắt xén, võ đế thành cũng sẵn sàng bỏ ra một lượng lớn tài nguyên để mua. Đối với việc trình tiếu thiên đến, hạo thiên tông cũng cực kỳ coi trọng, cố minh triều triệu tập đại hội tông môn ngay trong đêm hội nghị có sự tham gia của hầu hết các nhân vật từ chấp sự trở lên trong tông, đương nhiên không thể thiếu tinh hà. Trong cuộc họp, các thủ tọa của các cung lần lượt đưa ra ý kiến của mình. Diệu pháp linh thú quan trọng như vậy, các thủ tọa cho rằng không nên giao diệu pháp linh thú cho các thế lực khác, ngay cả bản cắt xén cũng không được. Đa số các trưởng lão đều muốn độc chiếm diệu pháp linh thú. Ngoại giới có ý kiến. Vì ngươi nói rõ những thế lực nào có ý kiến được không? tốt nhất là lập ra một danh sách mặc dù hạo thiên tông chúng ta có thể không giải quyết được ý kiến của họ nhưng chúng ta chắc chắn có thể giải quyết những thế lực có ý kiến trong thời gian nhanh nhất đến lúc đó xem họ còn ý kiến gì nữa không chúng ta không ngại biến liệt dương đại lục thành hạo thiên đại lục đối với ý kiến khiêm tốn của các trưởng lão nhiều đại lão khác cũng gật đầu đồng ý nghe các trưởng lão phát biểu sở tinh hà nước mắt lưng tròng theo ý mình tốt nhất là công khai diệu pháp linh thú cho cả. Thiên hạ, nếu không, hạo thiên tông chúng ta dựa vào diệu pháp linh thú thật sự sẽ vô địch, đợi đến khi tất cả thiên vân linh miêu trong tông đều thăng cấp, thậm chí bất cẩn xuất hiện vài con thánh thú, lúc đó, không ai có thể ngăn cản bước chân hạo thiên tông chúng ta thống nhất liệt dương đại lục, đến thời điểm đó, người đi đến bất kỳ nơi nào trên thế gian, chỉ cần nơi đó có người sống, họ cũng phải hô vang hai câu, thiên hữu hạo thiên, nếu thật sự đến bước đó, Sở Tinh Hà tin rằng La bàn vận rủi ác hẳn sẽ đảo ngược điên cuồng. Đúng như câu, thịnh cực tất suy, nên lo lắng của Sở Tinh Hà không phải không có lý. Tinh Hà, ngươi thấy sao? Đại trưởng lão lúc này nhìn về phía Tinh Hà, toàn bộ sự chú ý của Đại Điện Hạo Thiên cũng dồn về phía hắn. Đại trưởng lão, ý của ta là chúng ta không nên độc chiếm. Cây cao đón gió, chắc hẳn các vị trưởng lão và chấp sự đều hiểu rõ đạo lý này. Nếu hạo thiên tông chúng ta thực sự độc chiếm diệu pháp linh thú, trong thời gian ngắn, chúng ta có thể dựa vào đó để đạt đến một đỉnh cao mới, nhưng chúng ta cũng vô hình chung đứng vào phía đối lập với tất cả mọi người. Mặc dù hạo thiên tông chúng ta không sợ, nhưng hôm nay thần phù thú thần có thể xuất hiện diệu pháp linh thú, ai dám chắc ngày nào đó một di tích hoặc thánh địa nào đó sẽ không xuất hiện diệu pháp linh thú mới, nếu thực sự đến lúc đó, hạo thiên tông chúng ta lại trở nên bị động. Nghe tin Hà phát biểu, hiện trường im lặng hồi lâu, trưởng lão hà lên tiếng tinh hà nói đúng lần này diệu pháp linh thú xuất hiện chúng ta đều đã lạc hướng rồi trưởng lão hà trực tiếp bày tỏ thực ra lúc đầu ông cũng cho rằng hạo thiên tông không có lý do gì để đưa diệu pháp linh thú ra ngoài dù sao đây là thứ chúng ta có được tại sao chúng ta phải chia sẻ với các ngươi nhưng diệu pháp linh thú không giống như công pháp hay bảo vật nếu là bảo vật hoặc công pháp dù mạnh đến đâu các bên khác cũng không dám yêu cầu hạo thiên tông chia sẻ chủ yếu là vì công pháp hay bảo vật đều có thể thay thế được mặc dù những thứ khác có thể không bằng nhưng cũng không đến mức chênh lệch tuyệt vọng nhưng diệu pháp linh thú thì khác hiện tại toàn bộ thiên hạ chỉ có hạo thiên tông sở hữu không có bất kỳ thứ gì thay thế được khiến cho diệu pháp linh thú của hạo thiên tông trở nên đặc biệt trong thời gian ngắn hạo thiên tông có thể dựa vào diệu pháp linh thú để đạt đến một tầm cao mới nhưng như tinh hà đã nói thế giới này không chỉ có một bộ diệu pháp linh thú không ai biết khi nào sẽ xuất hiện bộ tiếp theo nếu đến lúc đó, Hạo Thiên Tông sẽ trở nên bị động. Tinh Hà đề xuất một kế hoạch chủ động hơn. Hạo Thiên Tông sẽ không trực tiếp đưa diệu pháp linh thú ra ngoài, nhưng có thể để Đậu Đinh Nhi bán bản diệu pháp linh thú đã cắt xén. Bằng cách này, diệu pháp linh thú của Hạo Thiên Tông vẫn là mạnh nhất, các bên khác có thể nhận được diệu pháp linh thú và biết ơn Hạo Thiên Tông. Quan trọng nhất là, Hạo Thiên Tông có thể dựa vào diệu pháp linh thú để thu được một lượng lớn tài nguyên, tính ra đây là một mũi tên trúng ba đích. Thứ nhất, chúng ta luôn nắm giữ diệu pháp linh thú mạnh nhất, thứ hai, chúng ta đưa ra diệu pháp linh thú và được tiếng thơm, lúc đó ai cũng nói Hạo Thiên Tông chúng ta nhân nghĩa vô song, thứ ba, chúng ta còn thu được các loại tài nguyên khổng lồ. Đây tuyệt đối là kết quả vừa có danh vừa có lợi. Còn độc chiếm diệu pháp linh thú, mặc dù có thể khiến Hạo Thiên Tông đạt đến đỉnh cao trong một thời gian, nhưng tầm nhìn cần phải xa hơn, thay vì cố chấp giữ diệu pháp linh thú tại sao chúng ta không chọn cách vừa có danh vừa có lợi, lời phát biểu của trưởng lão Hà khiến toàn trường rơi vào im lặng. Sở tinh Hà nghe vậy chỉ muốn tự tác mình một cái. Lần này ta, sở tinh Hà, đã nông cạn rồi, ta chỉ nghĩ đến việc hạo thiên tông chúng ta độc chiếm diệu pháp linh thú sẽ vô địch, nhưng ta quên mất, nếu chúng ta thực sự làm như vậy, chúng ta sẽ vô hình chung đứng vào phía đối lập với tất cả mọi người. Mặc dù bên ngoài họ không dám đối đầu với hạo thiên tông, nhưng ngầm lại chơi xấu hạo thiên tông đến lúc đó tông môn sẽ không bị tổn thất đủ kiểu sao nhưng bây giờ đưa ra ngoài mặc dù có vẻ như để mọi người cùng nâng cao nhưng đừng quên hạo thiên tông chúng ta coi như chủ động hơn họ không những phải đưa tiền và tài nguyên cho chúng ta mà còn phải cảm ơn chúng ta đây chính là vừa có danh vừa có lợi chưa kịp để sở tinh hà lên tiếng xin lỗi và nói lại nhiều đại lão đã gật đầu đồng ý rằng trưởng lão hà nói đúng vẫn là tinh hà suy nghĩ thấu đáo chúng ta độc chiếm diệu pháp linh thú là đối địch với cả thiên hạ, mặc dù hạo thiên tông chúng ta không sợ, nhưng không chịu nổi việc các bên cùng chơi xấu, còn bây giờ chúng ta đưa ra, thử hỏi ai dám không nói hạo thiên tông chúng ta nhân nghĩa, khí phách của tông phái đệ nhất thiên hạ của chúng ta đâu phải những môn phái nhỏ bé kia có thể so sánh, những môn phái nhỏ bé kia cố chấp giữ bí mật, kết quả cuối cùng là gì? Đa số đều diệt vong kết cục của thạch gia và hoàng gia trong ba đại thế gia mọi người đều đã thấy chỉ cần chúng ta luôn nắm giữ diệu pháp linh thú mạnh nhất chúng ta sẽ là mạnh nhất chúng ta có thể luôn đứng trên đỉnh cao không những đứng trên đỉnh cao mà còn khiến cả thiên hạ tâm phục khẩu phục công nhận hạo thiên tông là tông phái đệ nhất thiên hạ nhiều đại lão gật đầu nhìn về phía tinh hà vẫn là tiểu tử tinh hà này tiểu tử này không những thực lực kinh người mà quan trọng nhất là hắn rất nhân nghĩa nhưng bên cạnh nhân nghĩa khí độ của tinh hà cũng thật phi phàm tinh hà thực sự suy nghĩ rất nhanh chúng ta chỉ nghĩ đến lợi ích trước mắt còn tiểu tử tinh hà này đã nghĩ ra con đường tương lai cho hạo thiên tông chúng ta ý tưởng độc chiếm của chúng ta có thể khiến hạo thiên tông trở thành vương giả nhưng ý tưởng của tinh hà hoàn toàn là muốn biến hạo thiên tông chúng ta thành thánh giả vương giả luôn thay đổi nhưng thánh giả thì trường tồn năm xưa võ đế thành phong quang vô hạn đó mới thực sự là vương giả nhưng tại sao cuối cùng hạo thiên tông chúng ta lại vượt qua được họ bởi vì chúng ta là vương giả mới nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy vương giả rồi cũng sẽ có ngày bị thay thế nhưng thánh giả bất diệt tinh hà không muốn tạo ra một hạo thiên tông chỉ có sức mạnh vô địch tinh hà muốn tạo ra một thánh địa hạo thiên mà mọi người đều ngưỡng mộ hướng tới tán dương và bái phục cũng không biết ai là người khởi xướng trong phút chốc tất cả mọi người trong đại điện hạo thiên đồng thanh hô vang thiên hữu hạo thiên sở tinh hà nước mắt lưng tròng ta thật sự quá khó khăn nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha